Rồi, chào các bạn. Đợt trước mình có giới thiệu cho các bạn về cái bộ tiền mà tỷ giá cao nhất thế giới là Kuwait. Thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn về bộ tiền có tỷ giá cao thứ hai thế giới là Manta. Nhưng tại sao bây giờ ở trên thế giới họ không xếp Manta vào ở mức thứ hai? Là tại vì bây giờ Manta đã chuyển sang dùng euro rồi. Khi mà Manta chưa có dùng euro á, thì cái đồng tiền của nước này rất là mạnh nha các bạn. Sau này họ chuyển sang euro, họ xài euro luôn, cho nên bây giờ thằng Oman á, nó trở thành quốc gia có tỷ giá cao thứ hai thế giới, chứ thực chất là ngày xưa là Manta cao thứ hai thế giới đó bạn. Thì nói sơ về lịch sử của Manta á, thì hòn đảo này đã từng là lãnh thổ của những người như là Phoenicia, Hy Lạp, Carthage, La Mã, người Ả Rập và vương quốc Sicilia và những cái dòng thánh như là thánh hiệp sĩ quốc tế đó các bạn, hay là những cái cuộc thập tự chinh của những cái người ở bên Công giáo đó, đó. Rồi vào lọt vào tay của hoàng đế Napoleon nữa, và sau đó đến năm 1813 thì trở thành thuộc địa của Anh. Nói chung là Manta nó là một cái quần đảo rất là nhỏ và trở thành một miếng mồi ngon dành cho các nước xung quanh trong khu vực Địa Trung Hải, tại vì cái địa thế chính trị của Manta nó rất là độc đáo, nó nằm ở giữa cái vùng biển Địa Trung Hải luôn. Ai mà chiếm được Manta là người đó có thể độc tôn cái con đường hàng hải của Địa Trung Hải. Đó. Rồi, mình chỉ giới thiệu sơ về Manta vậy thôi. Rồi mình sẽ review cho các bạn tiền Manta. Tại sao Manta nó chỉ có 4 tờ? Nó quá ít tiền giấy đúng không các bạn? Tại vì tỷ giá nó cao rồi, nó không có cần thiết phải in thêm nữa các bạn. À, giống như Bahrain cũng vậy. Đó, Bahrain thì nó cũng tỷ giá cũng cỡ tới 20 là hết, tại vì tỷ giá nó cao quá. Đa số thì tiền xu của nó xài xu là nhiều nha. Rồi. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn về tờ số 2 Manta. Manta nó có một cái quốc huy rất là độc đáo, đó là quốc huy của hiệp sĩ quốc tế các bạn, đó hiệp sĩ dòng thánh đó. Đó. Cái biểu tượng này là mình không nhớ nó tên là cái gì, nhưng mà ở Manta nó đều có dùng cái biểu tượng này hết. Rồi ở đằng trước mấy bạn á, đây là ngân hàng ngày xưa các bạn, ngân hàng ở Emdinia. Còn bên trái này nè, đây là một cái tuyên ngôn của vua vua này là Alfonso đệ ngũ của xứ Aragon. Nói chung là vua của Sicilia, nói chung là Manta nó thân với Ý nhiều hơn so với những cái nước như là Hy Lạp. Mặc dù cái văn hóa của nó rất là giống Hy Lạp, nhất là đảo Crete đó. Đó, y chang thôi. Đơn vị là lira, 2 lira. Rồi. Đây là 5 lira nè các bạn. 5 lira. Để coi có bóng chìm. Bóng chìm nó hơi lạ rồi bạn. À, bóng chìm là một cái người phụ nữ mà nói chung là nó giống cái kiểu của Hy Lạp nó vậy đó. Rồi, ở đằng sau á, đây là một cái tòa thành bao quanh một cái thành phố ở Manta được xây bởi dòng thánh Jones năm 1725 đến năm 1726 nha. Có tòa thành này, tòa thành rất là xưa rồi các bạn. Còn là đằng sau đó, đây là cái tuyên ngôn nhân quyền của năm 1802 đó. Rồi, mình sẽ tới tờ số 10 nữa các bạn. Tờ 10, 10 Manta, 10 lira. Rồi, ở đằng sau đây nè, các bạn tới Manta các bạn sẽ thấy một cái bức tượng nó rất là nổi tiếng, gọi là Sete Cuneo theo tiếng Ý á.
cái bức tượng đó là đã đề cao bốn người nổi dậy chống lại cái sự mà gọi là cái sự mà bất công trong thương mại của thuộc địa Anh đó, và những cảnh sát người Anh đã bắn chết những người ở Manta ở trên hòn đảo này, và họ lấy cái ngày là 7 tháng 6 năm 1919 trở thành một cái ngày mà đầu tiên mà dân Manta nổi dậy chống lại đế quốc Anh đó. Còn đây tờ 20 lira nè. À, cái tờ này các bạn rất là hiếm thấy nha các bạn. Không có dễ đâu. Và nó hiện tại giá nó rất là cao. Chỉ cần giá mặt thôi là các bạn đã thấy sốt rồi. Còn ngoài ra bây giờ nó hết sử dụng thì nó còn cao hơn nữa. Đó. Cái tờ này cũng là kỷ niệm Manta độc lập luôn các bạn. Có nghĩa là Manta độc lập khỏi tay Vương quốc Anh và thành lập cái hiến pháp mới Manta vào năm 1964. Và cái ông này á, là cái ông Giorgio Olivier. Ông này là nhậm chức thủ tướng hai lần của Manta. Một là vào thời kỳ thuộc địa, hai là vào cái lúc mà thành lập nhà nước Manta. Đó là ông giơ cao cái cuốn hiến pháp của Manta nè. Thể hiện sự hòa bình độc lập của Manta. Năm 1964 nè, September nè, 21 tây tháng 9 đó. Những cái nước này thì giành độc lập nó rất là dễ, nó không có cần phải thông qua bạo lực gì hết các bạn. Nó chỉ cần là tranh giành đòi quyền độc lập bằng cái tiếng nói thôi. Chỉ cần bằng tiếng nói thôi, ví dụ như Ấn Độ, Malta hay là những cái nước thuộc trực thuộc thuộc địa Anh đó. Nhưng mà cái điểm đặc biệt là dù đã giành độc lập nhưng họ vẫn chấp nhận vào trong cái khối thịnh vượng chung của nước Anh. Đây là lễ thượng cờ Manta. Tờ này không có rẻ đâu các bạn, tờ này rất là mắc nha. Rất là mắc, không rẻ đâu. Mà mình tìm được cái tờ này thì nó cũng là một cái may mắn của mình. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Đừng quên bấm like và chia sẻ kênh nha. Cái bộ này á, các bạn sẽ thấy ở trên YouTube này không có ai review đâu. Manta này rất là hiếm.